Hello anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em cách thêm widget tăm giảm âm lượng vào trong màn hình chính nhé. Đầu tiên bạn tải cho mình hai cái app. Đây, link tải thì mình sẽ để bên dưới. Tải cho mình hai cái app KVKGT Pro và cái app này và cái phần mềm là cái file này, iFile. Mình đủ của mình thì mình đã tải sẵn rồi. Đây thì mình bây giờ mình cài cài cái này trước. Rồi khi cài xong các bạn mở lên. Cho phép. Rồi xong rồi các bạn sang ngoài chính này, các bạn kéo hai ngón tay vào. Phải vào phần tiện ích tìm custom widget. Mình thì mình sẽ chọn cái 4.1 cho một to. Đây mình sẽ để đây. Bạn ấn vào cái widget đấy. Đây, bạn ấn vào cái phần này. Cạnh cái tìm kiếm, cái phần import này. Tìm được cái file nãy bạn đã đào, mình đào ở bằng UC thì ấn vào cái này, đây nó sẽ ra cái này, thì bạn ấn vào, thì ấn mình sẽ ấn lưu luôn, rồi cái này thì bạn ấn vào fix ấy. Ấn bật cái này lên, bật áp này lên, chấp thuận. Rồi các bạn ra ngoài màn chính này. Đây nút tăng giảm âm, để giảm âm này, để tăng âm này. Còn nút giữa nút dừng dừng nhạc này. Mình sẽ bật một cái nhạc và chơi đi. Ấn vào thì đây dừng rồi nhé, bật lần nữa này, bật cho mình có chưa ai nhiều anh vẫn luôn.